Hey, hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo. Đầu video em xin chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì tiếp tục video rất là nhiều iPhone giá rẻ cho mọi người đây. Đấy, cam kết là hàng uh, chuẩn chính hãng của Apple nha. Nhà em chuyên bán iPhone, tất cả iPhone, tất cả các dòng máy đã qua sử dụng. Đấy, tình trạng máy thì sẽ được nói uh, cụ thể ở trên uh, video. Mọi người mua hàng. Nhớ xem video bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ shop An Thảo nhé. Mua hàng và hoặc cần tư vấn thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại tư vấn của em là 0338305595 nha. Facebook là Nguyễn Cherry và cọc qua hai số tài khoản ở trên thẻ bảo hành nhé à, hoặc là cọc qua thẻ Viettel đều ok, chủ tài khoản là Nguyễn Anh nào nha. Mọi người xem video toàn nét thôi, em xin nhắc lại là chủ tài khoản là Nguyễn Anh Đào nhá, tên An Thảo là tên con gái em nha nên là mọi người đừng có nhầm. Đấy, lại cứ bảo là lừa đảo này nọ. Bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy đời máy nha mọi người. Địa chỉ ở 279 La Phù, Hải Đức, Hà Nội. Cái số tiền cọc mọi người cọc từ 100 đến 300, nhà em sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy nha. Còn tiền ship từ 32 đến 42.000 tùy địa phương thì mọi người uh, uh, thanh toán tiền ship cho shipper giúp em nhé Nhận hàng được kiểm tra hàng rồi thanh toán. Đấy. Yên tâm là được kiểm tra hàng rồi thanh toán. Tất cả các máy nhà em sẽ báo chuẩn tình trạng ở trên video này nhé Mọi người cứ xem video ưng máy nào thì liên hệ với em để mua hàng nha mọi người. Rồi, bây giờ sẽ đi vào giới thiệu các dòng iPhone này. Hôm nay về rất là nhiều máy ngon bổ rẻ cho mọi người, đặc biệt là dòng iPhone 12 lock nhá. 12 lốc 64 g hôm nay về 20 cây nguyên màu đen nha Đấy hết lại có hết lại có Anh chị nào hôm nọ hỏi em dòng 12 lốc hôm nay có luôn rồi nhá Rồi XS này XR pin cao Zinon nguyên áp này 11 quốc tế 11 Pro 256 này à, 5S 6S 6SP 7G 7 Plus Nói chung là rất là đầy đủ các mẫu mã iPhone để mọi người lựa chọn nhà em đa số là bán dòng đời thấp thôi Đấy, còn từ 13 đổ lên là chưa có bán nha mọi người. Vừa mới bán ai và 12 Pro Max đổ xuống thôi. Còn 13 đổ lên là chưa bán nhá. Các anh chị mà mua dòng cao thì mọi người tham khảo chỗ khác giúp em nha. Đời cao nhà em chưa bán đến. Đấy, bán đa số là đời thấp. Đời thấp hàng ngon bổ rẻ cho mọi người nha. Rồi đầu tiên đầu video thanh lý 3 cây 5SE cho mọi người đây. Thanh lý 3 cây 5 SE quốc tế 64 ghi vỏ xấu nhá. 3 cây này pin kém hết em sẽ thay pin mới 100% cho mọi người luôn. Vỏ xấu nhá mọi người. Máy zin full chức năng, Men zin màn zin vỏ zin nhá. Chỉ thay pin duy nhất cho mọi người thôi. Hàng này mọi người uh, dùng uh, chống cháy hoặc là dùng làm máy chính đều ok nhá. Bộ nhớ 64 ghi. Đấy, thay pin sẵn rồi, pin ngon, pin xịn cho mọi người nhá tải được tất cả các ứng dụng nha mọi người khổ quá nói đi nói lại mọi người cứ bảo nó là một là iPhone 5 này không dùng được xong lại iPhone 6 không dùng được đây bây giờ em sẽ tải ứng dụng cho mọi người xem ở trên dòng 5 SE này nha đến lúc lại không bảo không tải được đấy nhà em bao tải được cho mọi người luôn nhá tải được tất cả các ứng dụng luôn Ok, bây giờ em sẽ tải ứng dụng và sử dụng cho mọi người xem nhé. Máy thì iCloud sạch 100%, mọi người có thể đăng nhập iCloud vào iPhone để tải ứng dụng hoặc là tải nhanh ở trên utun nhé. utun thì cắm máy tính là sẽ tự động có cái utun này. Mọi người không có iCloud thì mọi người có thể tải trực tiếp trên đây nhá Đấy, ví dụ là Zalo, Facebook, Youtube có hết ở đây luôn. 5SE nha lên được US 15 nên là tải ứng dụng ngon lành nhá không phải là iPhone 5 thường hoặc là 5S đâu ạ 5 thường thì chỉ lên được US 10 còn 5S thì chỉ lên được được US 12 là tối đa rồi còn 5SE là lên được US 15 nhá thế nên là tải các ứng dụng này đơn giản luôn đấy cấu hình ngang với 6S nên là sẽ lên được US 15 nha mọi người 5SE quốc tế 64GB em còn 3 cây vỏ xấu thanh lý nốt cho mọi người nha. Màn 4.0 nha, pin thay mới 100%, main màn vỏ zin, chỉ có thay pin thôi ạ. Đấy. Thay pin uh, dùng ngon lành cành đào, dùng lâu dài cho mọi người nhé Mọi người dùng pin zin thì bây giờ nó kém rồi. Đây, 3 cây vỏ xấu nha. 3 cây 5SE quốc tế 64GB, bản quốc tế lắp sim vào là sử dụng luôn, không cần sim ghép nha. Đây đợi một xíu thì nó sẽ tải được nha. Tải xong thì mình đăng nhập mình sử dụng bình thường thôi. Đấy. Cây này pin zin còn có 68%, đấy sẽ thay pin mới cho mọi người. Thế mọi người đăng nhập vào uh, sử dụng bình thường thôi, đăng nhập tài khoản vào sử dụng bình thường nhá. Ok chưa ạ? Zalo, Facebook này, TikTok này, YouTube nói chung là cứ tải về là dùng ok hết nha iPhone 5SE quốc tế 64GB còn 3 cây này Vỏ xấu thanh lý nốt 1 triệu một cây nhé Tặng phụ kiện dây sạc và củ sạc nha mọi người Hàng này không có ốp lưng hay cường lực nha Chỉ có tặng dây sạc và củ sạc thôi Đấy còn 3 cây thanh lý nốt giá rẻ mọi người mua ngay nhé Rồi tiếp theo một cây 6S Plus quốc tế 64GB màu vàng gold Pin thay mới 100% nhé Cái này thay pin dung lượng cao luôn Mua được của khách rẻ Đấy, hình thức thì có bị chảy nhẹ nha mọi người. Đây, còn lại là đẹp. Đây, chỉ chảy ở chỗ đấy thôi, thay pin dung lượng cao mua được của khách giá rẻ luôn. iPhone 6s Plus quốc tế 64G nha mọi người. Đấy, màn to 5.5 US 15.8 bản quốc tế Mỹ Giá cây này là uh, 1 triệu 8 nha mọi người Máy full chức năng 1 triệu 8 Máy phun chức năng Thay pin dung lượng cao 1 triệu 8 nha rồi chuyển sang 6 một cây 6S lốc nhá. 6S nhỏ lốc 16 g pin 90. Cây này tình trạng máy là mất vân tay và màn mực nha mọi người. Vỏ phẩy nha, vỏ có chảy. Cây này máy lốc nhé, em sẽ tặng kèm sim ghép và uh, lắp sim lên sóng nghe gọi ngon lành nha. Màn bị mực nha. Đây màn bị mực và mất vân tay. Bộ nhớ 16 g máy lốc Mỹ nhá Đấy, tặng kèm sim ghép sạc cáp cường lực ốp lưng bao ghép sim lên sóng nghe gọi ngon lành cho mọi người à, cam trước cam sau sử dụng bình thường nhá đấy giá cây này thanh lý là 450.000 năm nha mọi người 450.000 cây 6 s lốc này nha có một cây thanh lý duy nhất rồi rồi chuyển sang 6s nhỏ quốc tế 64g 6s nhỏ nha bản quốc tế 64g À trắng này, gold này, hồng này. Ba cây này thì cây này pin 82 thì em cũng thay cho mọi người luôn. Đấy pin 82 nó kém rồi, hình thức phẩy nhá. 6S nhỏ quốc tế 64G hình thức phẩy. Pin thay mới 100%, máy phun chức năng, không lỗi lầm gì cả nhá. Không có lỗi lầm gì cả. US15 nha, ba cây này đều US15 hết. Đấy, bản quốc tế Nhật 64G. US 15.7 Đây màu hồng màu gold Màu trắng nhá ba cây này hình thức phẩy em bán đồng giá là 1 triệu 250 nghìn một cây nha 1 triệu 250 nghìn một cây 6S quốc tế 64 gb Đấy quá là rẻ luôn 1 triệu 250 nghìn một cây Bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 và tặng kèm phun phụ kiện nhé. Tặng kèm phun phụ kiện cho mọi người xà cáp cường lực ốp lưng que chọc sim nha. Rồi tiếp theo hai cây 6S nhỏ quốc tế 128 g, một cây pin zin 89 và một cây pin thay mới 100%. Hai cây này hình thức phẩy nha, nhưng mà không xấu lắm đâu ạ. Đấy, không xấu lắm đâu nhá. Đấy, hai cây này đều US 15 hết. Máy phun chức năng không lỗi lầm gì cả. Đây một cây bản Nhật, một cây bản Mỹ nha. Đấy, 128 g, 6S nhỏ quốc tế máy zin phun chức năng hình thức phẩy hai cây này đồng giá là 1 triệu 4 một cây nha mọi người 1 triệu 4 một cây 6s nhỏ quốc tế 128 gb đấy phun chức năng rồi hôm nay về 7 nhỏ quốc tế 32 ghi nguyên trắng pin 9x nhá pin uh, 929394 uh, nha đấy pin zin theo máy máy zinon phun chức năng hình thức máy đẹp 99 nha 7 nhỏ nha Camera một mắt nhá. Đây, camera một mắt là 7 nhỏ quốc tế, 32 GB, zin đẹp 99%. Yêu hết 15 hết. Đấy. US 15 hết nhá, không có US thấp đâu ạ. Lô này là bản quốc tế Nhật 32 GB. 7 nhỏ, iPhone 7 nhỏ màn 4.7 inch, pin 1960 nhá. Máy Zinon full chức năng, vân tay vân chân nhạy hết nha. đây vân tay này đấy màn sáng đẹp nhá màn hình sáng đẹp không à mố luôn bảy nhỏ quốc tế 32 mươi zin đẹp 99 đồng giá là 1 triệu 7 một cây nhá 1 triệu 7 một cây em có cả pin thay mới 100 nữa nhá anh chị nào thích pin thay thì cũng có nha đây ba cây này pin zin 93% mươi nha màu trắng tất cả đều màu trắng men màn vỏ pin zin hết nhá máy không có lỗi gì đâu ạ Lắp sim vào là sử dụng luôn Bản quốc tế nhá Bao quốc tế chọn đời Reset đặt lại dòng 2 thoải mái nha Đấy Bao quốc tế chọn đời Ai cần lao sạch nha Ai lao sạch Bản quốc tế Nhật 32g Đấy 6 cây này đều bản quốc tế Nhật 32g Giá là 1 triệu 7 một cây Tặng phun phụ kiện và bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 nhá Rồi tiếp theo 3 cây 7 plus lock thanh lý cho mọi người đây 7 Plus Lock 32 g Đấy Pin Zin 6278 hai cây này pin kém quá thì thay luôn nhá Cây này pin Zin 82 thì giữ này Đấy Máy Zin Dead Full chức năng Vỏ hơi xấu nha ba cây này tình trạng chung là vỏ hơi xấu Camera X1, X2 Chụp chân dung có cả luôn nhá Vỏ bị xước hoặc là bị bong sơn nha mọi người Được cái là máy Zinon Full chức năng không có lỗi lầm gì cả Màn to 5.5 inch Đấy, máy lốc thì dành cho các anh chị yêu công nghệ thôi Dùng sim dùng kèm sim ghép nha mọi người Dòng 7 Plus, 8 Plus đổ xuống thì mình dùng sim một mảnh nhá Đây, hôm nay nhà em về rất là nhiều sim ghép này Đấy, sim ghép về rất là nhiều, về 1.000 sim ghép luôn nhá Anh chị nào mà mua máy lốc chưa có sim ghép, chưa lắp được sim Thì múc luôn sim ghép nhà em Sim ghép nhà em bao ghép sim nha Trách nhà mạng hướng dẫn lắp sim cho mọi người Giá là 100.000 một cái sim ghép này nha 100.000 một cái sim ghép này Đấy, trách nhà mạng ghép sim cho mọi người nha Số lượng rất là nhiều Các anh chị cửa hàng mà cần sim ghép số lượng lớn ấy à, Mua 50 cái hoặc là 50 cái giá cực kỳ là rẻ nha Đấy, còn mua lẻ là 100.000 một cái nha Rồi, à, 7 Plus Lock 32GB Zinon vỏ xấu Đấy, pin ZIN 82 hoặc là pin thay mới 100% Máy phun chức năng, không lỗi lầm gì cả Đồng giá là 1 triệu 6 một cây 1 triệu 6 một cây tặng phun phụ kiện, xà cáp, cường lực, ốp lưng, sim ghép, bao ghép, sim lên sóng ngon lành Đối với máy lốc nhà em thì chỉ cần lắp sim ghép vào đợi một tí là lên sóng nha Không cần bấm gì ạ Đấy, mọi người không cần bấm tiếp tục hay là bấm cái gì cả Chỉ cần đợi một tí là lên sóng thôi ạ có đúng 3 cây thanh lý giá rẻ 1 triệu 6 một cây nhá Hàng này mà các bạn, các anh chị mua về chơi game ngon lành luôn Đấy, riêng dòng 7 Plus thì mà nó to này Pin trâu, pin 2009 luôn Mà camera lại đẹp luôn nhá Giá chỉ có hơn 1 triệu, cụ thể là 1 triệu 6 một cây thôi ạ à. Múc nhanh, múc nhanh nhá Đấy, khi mà mua hàng nhà em thì sẽ được tặng sim ghép free Đây, đấy, sim ghép free, sim ghép không bao giờ thiếu luôn nhá còn các anh chị mà mua sim ghép thì nhà em ship COD về tận nơi cho mọi người nhá. Rồi, tiếp theo chương trình iPhone cũ giá rẻ đây. Hai cây 8 nhỏ, iPhone 8 nhỏ nhá. Mặt lưng kính là 8 nhỏ nha mọi người. 8 nhỏ quốc tế 64GB, một đen một trắng hình thức phẩy. Đen pin 91, trắng pin 92 hình thức phẩy nhẹ nhá. Hai cây này hình thức phẩy nhẹ nhá, không phải nhiều đâu ạ, à. mỗi cây xước sát một xíu thôi. Đấy, máy zin full phun chức năng. Màu đen này iOS 14. 2. Màu trắng này iOS 16.7. Hai cây iPhone 8 nhỏ này đều bản quốc tế Hàn nhá, 64 GB. Đấy, bản quốc tế Hàn 64 GB, màn 4.7 inch Hai cây màn sáng đẹp không ám ố gì nhá. Máy zin full chức năng không lỗi lầm gì cả. Hai cây tán nhỏ này đồng giá là 2 triệu 2 một cây nhá. 2 triệu 2 một cây. 8 nhỏ quốc tế 64 gb Đấy. 8 nhỏ 8 plus. Thì chỉ dùng một sim thôi nha mọi người nha. Đấy. Hôm nọ có anh mua 6S mà cứ muốn dùng hai sim. hai sim thì mọi người chuyển sang dòng SE 2020 nha. Đây. SE 2020 giá rẻ đây. Có 3 cây thanh lý này ba cây này tình trạng chung là pin báo bảo trì nhá pin zin tám bảy chín mươi tám chín ba cây này đều pin báo bảo trì hình thức máy là hình thức phẩy nhá đấy hình thức máy là hình thức phẩy nhá ba cây đều báo pin bảo trì đây pin báo bảo trì đấy ba cây này bán thanh lý giá là hai triệu rưỡi một cây nha SE2020 bản quốc tế Mỹ 64 ghi sử dụng được hai sim, một sim vật lý và một e sim nhé. Đấy, dòng SE2 này thì vừa nhỏ gọn vừa dùng được hai sim mà cấu hình cao ngang với 11 Pro Max nhé. Nhưng mà màn nó hơi bé. Đấy, màn hơi bé mà các anh chị muốn chơi game pin châu thì mình đổi sang dòng khác, dòng này pin nó hơi hẹo nha. Ok chưa ạ? Đấy. Muốn là dùng hai sim thì mua SE2 còn muốn chơi game màn to thì mình đổi sang 7 Plus hoặc 8 Plus cũng được. Đây có 3 cây pin báo bảo trì. Cây trắng này pin 90 cũng báo bảo trì nha. Đấy, bản quốc tế 64 gb hết. Toàn 64 ghi nha mọi người. Đấy, đồng giá là 2 triệu rưỡi một cây. 2 triệu rưỡi một cây. SE2020 thanh lý giá quá rẻ. Tặng full phụ kiện sạc cáp cường lực ốp lưng bảo hành 3 tháng nhé. Rồi chuyển sang hàng đẹp này. SE2020 quốc tế 64 ghi hàng đẹp nhá. Pin zin 93 94 91 này, hình thức máy đẹp này. Đấy, zin đẹp 99%. Còn có 3 cây màu đen thôi ạ. 3 cây màu đen zin đẹp 99%. Đây cây này cây pin 93 này là khách lên đời iPhone 12 đây. Đấy. Khách dùng từ lúc pin zin 100 cho đến pin zin 93% Cây này bản quốc tế Nhật 64 gb nha. Ok chưa ạ? Đấy, ba cây hàng đẹp này đồng giá là 2 triệu 8 một cây nha. SE2020 quốc tế 64 gb zin đẹp 99. Giá là 2 triệu 8 một cây bảo hành 3 tháng tặng phun phụ kiện sạc cáp cường lực ốp lưng que chọc sim nhé. Đấy, ba cây này đều iOS 16 giống nhau. Ba cây đều iOS 16 giống nhau nha. Rồi, chuyển sang 7 Plus này. 7 Plus màn to pin trâu này, hàng này mà chơi game thì tuyệt vời luôn. Chơi game chụp ảnh ngon lành nhá. Đây. 7 Plus quốc tế, 128GB, zin đẹp 99%, pin zin 95 nha. Đấy. Pin zin 95 nha mọi người. Đây, camera này. Đây, rất là đẹp luôn. Camera sáng đẹp, cam X1 X2 chụp chân dung ok hết nha. 7 Plus quốc tế 128 GB đây quay cho mọi người đây. Hàng zin áp 100% nha. Hàng zin áp 100% chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nha. Đấy. Hàng chất, hàng nét, hàng này dùng bao ngon luôn ạ. À? iPhone 7 Plus quốc tế 128 GB. Đấy, khi gửi máy nha em sẽ vệ sinh, lau máy sạch sẽ, đánh loa sáng bóng cho mọi người Mọi người yên tâm về chỉ việc lắp sim vào là sử dụng thôi Đây, 7 Plus quốc tế 128 gb mã M bản Mỹ Đấy, US15 Bản quốc tế Mỹ nha, không giới hạn của sim này Đây, màn to 5.5 inch Reset đặt lại dòng 2 thoải mái, đặt lại iPhone thoải mái nha Đấy À, mọi người đặt lại iPhone mà không biết cách active vào thì nhớ gọi cho em nha Đây iCloud sạch đăng nhập iPhone đăng nhập iCloud vào để sử dụng hoặc là tạo một tài khoản iCloud mới để sử dụng nha Đấy dòng này nhé em đang bán giá là 2 triệu 8 một cây nha Máy rất là đẹp nguyên một màu đen nhám nhá Máy rất là zin đẹp luôn zin nguyên ốc vít luôn nha Đấy, giá chỉ 2 triệu 8 một cây thôi Số lượng thì còn vài chục cây nữa nha 7 Plus quốc tế 128 gb zin đẹp 99% Pin zin 95%, đồng giá 2 triệu 8 một cây Bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 nhá Đấy, tặng full phụ kiện cho mọi người luôn Chỉ duy nhất màu đen thôi, nhiều anh chị cứ hỏi hồng, gold không có Đấy, lô hàng chất pin uh, cao thì chỉ có mỗi màu đen thôi nha Rồi, chuyển sang dòng 12 lốc này 12 lốc chất cực chất luôn Hàng này thì không khác gì một máy mới nhé 12 lốc nha camera hai mắt đấy iPhone 12 lốc 64G pin 100 sạc ít còn bảo hành Apple nha cây này này sạc 89 lần sạc 78 lần sạc 4 lần còn bảo hành Apple nha tháng 11 này tháng 11 2024 cây này tháng 12 nha hình thức máy zin đẹp 99% đấy anh chị nào dễ tính thì tính keng luôn đi đấy gọi là tính keng luôn đi nhá hàng zin nguyên ốc vít nguyên áp suất chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì nhá hàng này mà phát hiện là máy đã qua sửa chữa rồi là tặng máy luôn nha 12 lốc 64 ghi đấy đối với dòng 12 lốc 64 ghi nhá ghép sim lên sóng ngon lành cành đào luôn đây nghe gọi cho mọi người nha cảm ơn quý khách đã... ok dạ nghe gọi ngon lành 4g chạy phà phà luôn đây hướng dẫn mọi người cách lắp sim này đối với mua 12 lốc nhà em nhá Mọi người chọc khay sim ra. Đấy, hướng dẫn mọi người lắp sim dễ dàng lên sóng luôn đây. Đây, đây là khay sim nha. Đấy, còn đây là sim ghép nha. Đây, mọi người đặt này, đặt à, một mảnh hướng cái chữ RS lên trên rồi đặt sim 4G vào. Rồi, cho cái mảnh còn lại vào. Đấy, nó rất là đơn giản. Rồi mọi người đặt vào máy à, đặt vào khay sim như này thôi. Đấy, đợi một tí là lên sóng nha Ok chưa Đợi một tí là lên sóng nha Nếu mà hiện không có sim thì mọi người chọc khay sim ra lắp lại Đấy, còn nếu mà hiện không dịch vụ thì mọi người đợi một tí là lên sóng Ok chưa? Đấy, chỉ cần lắp như thế này là lên sóng Mọi người không cần phải thao tác nhập mã các kiểu gì đâu Nhập mã các kiểu chỉ có dành cho các anh chị mua sim ghép thôi Còn nếu như mà mua iPhone nhà em Mua iPhone lock nhà em là nhà em sẽ ghép sẵn mã cho mọi người nhé Đấy, chỉ cần đợi một tí là lên sóng nghe gọi ngon lành luôn Fake full gần như quốc tế thôi nha Máy quốc tế khác máy lốc là không cần dùng sim ghép Còn máy lốc thì 100% bây giờ phải dùng sim ghép nha mọi người Trừ những cái máy mà fake quốc tế từ 2 năm trước Còn 2 năm đổ lại đây thì tất cả máy lốc đều dùng sim ghép nha 12 lốc 64 gb Zin đẹp 99 keng Pin cao sạc ít Đồng giá là 5 triệu 8 một cây 5 triệu 8 một cây nha Sạc 8 lần này Sạc 62 lần Sạc 24 lần nha Đấy Ngày bảo hành Apple nhà em ghi Rất là chi tiết cụ thể rồi Lô này có nguyên đen nha Lô nguyên đen Hình thức máy đẹp 99 keng Không có màu khác để chọn đâu nha Chỉ có đen thôi 12 lốc thì màn 6.1 inch nha Máy rất là nhẹ luôn Đấy Dùng rất là sướng luôn Màn sáng đẹp không ám ố gì cả tặng phun phụ kiện dán cường lực cường uh, dán cường lực này ốp lưng này sạc cáp nhanh bảo hành 3 tháng tặng kèm sim ghép bao ghép sim lên sóng ngon lành cho mọi người đấy trong trường hợp mà mọi người không biết nên lắp sim ghép như thế nào nhà em sẽ gọi video chỉ cho mọi người nhá hướng dẫn cho mọi người rất là dễ và đơn giản luôn đấy mọi người mua cây nào cũng vậy giá đồng giá là 5 triệu 8 một cây 5 triệu 8 một cây số lượng 20 cây nha Đấy chỉ bán trong một tuần là hết thôi hôm trước 20 cây bán một tuần là hết hôm nay thì chắc là cũng thế thôi Ok chưa ạ Đối với cái dòng đời cao này thì dòng 12 lốc này mọi người sẽ cọc vào trước 200.000 nghìn Nhà em sẽ đi đơn Còn những cái dòng 7 plus đổ xuống như thế này thì chỉ cần cọc 100.000 Đấy, nhà em sẽ đi đơn đi đơn ship máy cho mọi người vào tiền cọc trừ trực tiếp vào tiền máy luôn nên là không mất một đồng nào đi đâu đâu ạ à. rồi tiếp theo này hai cây xs xs quốc tế 64 ghi đây cây đen pin zin 89 và cây gold pin thay mới 100 phần nha camera này đấy khi gửi em sẽ lau sạch sẽ vệ sinh cho mọi người mọi người không lo đây hình thức máy là hình thức đẹp phẩy đẹp 98 phần trăm nha một cây màu gold và một cây màu đen, hình thức đẹp 98%. Đấy. Trừ thay pin ra, cây đen thì Zinon nhá, còn cây cây cây, cây gold thì thay pin mới nha. Bản quốc tế Mỹ, lô này đều là bản Mỹ nhá, 64GB, XS thì màn 5.8 inch nha mọi người. XS màn 5.8 inch nhá. Đây, iPhone XS lô này toàn là bản Mỹ thôi, 64GB bản quốc tế máy phun chức năng không lỗi lầm gì cả đồng giá là 4 triệu ba một cây 4 triệu 3 một cây XS quốc tế 64g nha 4 triệu ba một cây đấy máy phun chức năng phay ID nhạy luôn tặng phun phụ kiện bảo hành 3 tháng giá chỉ 4 triệu ba một cây rồi chuyển sang dòng XR hôm nay toàn pin cao ơi là cao này đây Màu đen rất là nhiều pin cao nhá Màu trắng và màu xanh blue Đây quay màu đen trước cho mọi người đây iPhone XR quốc tế 64GB Đây camera này đẹp luôn Hình thức máy đẹp 99 cho đến keng nhá Pin 96 sạc ít này Pin 97, pin 96 sạc ít Hình thức máy này Đấy, Hình thức máy rất là đẹp Hình thức máy đẹp 99 cho đến keng Hàng nguyên zin ốc à, Nguyên zin nguyên áp nhá Đấy, Nguyên zin ốc vít nguyên áp suất chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì nha bản quốc tế hết tất cả đều bản quốc tế xr thì màn 6.1 inch nhá bản quốc tế mỹ 64g cũng sử dụng được hai sim một sim vật lý và một e sim hàng xr này thì pin cực kỳ là trâu luôn đấy dùng bền cực kỳ luôn dòng xr này đợt trước em đã dùng rồi dùng hơn một năm máy cực kỳ là bền luôn nhá dùng bao ngon luôn ạ à. pin thì trâu đấy Giá của dòng XR này là 4 triệu 4 triệu rưỡi một cây nha. 4 triệu rưỡi một cây, XR quốc tế 64G zin đẹp 99 cho đến keng nhá, pin cao. Rồi. Tiếp pin cao tiếp này, màu đen rất là nhiều pin cao. Pin 9698, pin 97 nhá. Hình thức máy rất là đẹp luôn. Đấy. Lô XR này quá chất luôn. Đấy, pin cao bản quốc tế lắp sim vào là sử dụng luôn bao quốc tế chọn đời nhá rồi cái này pin 97 này pin 97 sạc 84 lần này đây máy cây nào cũng thế cái nào cũng đẹp giá thì chỉ có 4 triệu rưỡi một cây đấy, anh chị nào không thích đen thì em cũng có màu trắng đây màu trắng này màu trắng pin 90 95 96 nhá hình thức máy rất là đẹp luôn đấy cây nào cũng đẹp như nhau Đẹp 99 cho tới keng Nguyên zin áp suất Chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì nha Màn 6.1 inch là màn to rồi đấy nha Mọi người không nhỏ đâu Đấy không hề nhỏ nha Bản quốc tế Mỹ 64 ghi Đồng giá 4 triệu rưỡi một cây Rồi lẻ loi một cây xanh blue này Xanh blue màu rất là lạ luôn Pin zin 90% Hình thức máy Đây hiểu? Cây này thì phải gọi là đẹp keng luôn nhá Cây XR màu xanh blue này đẹp keng luôn, US 16. Đấy. Cây này bản quốc tế Nhật 64 GB. Hình thức máy đẹp keng pin zin 90 nguyên áp suất. Giá cây này cũng là 4 triệu rưỡi nha mọi người, 4 triệu rưỡi. Rồi chuyển sang hai cây 11. 11 thì camera hai mắt rồi, đấy. Camera hai mắt có chụp ban đêm. Chụp rất là đẹp luôn. 11 quốc tế 64 g màu vàng chuối nhé hai cây zin đẹp 99% pin zin 91 và 94 nhé đây hai cây này đẹp 99% nhé đấy dễ tính thì hàng keng luôn còn khó tính thì coi như hàng 99 hai cây này đều US 16 11 quốc tế 64 ghi đây hai cây bản quốc tế Mỹ 64 gb nhá. Đấy. Hai cây phun chức năng không lỗi lầm gì cả, máy zin luôn, pin thì châu, uh, camera đẹp. Hai cây này đồng giá là 5 triệu 8 một cây nhá, 5 triệu 8 một cây. Hàng đẹp, hàng zin đẹp 99%. Rồi chuyển sang 11 Pro. 11 Pro quốc tế 256 gb bộ nhớ cao cho mọi người đây. Camera ba mắt rồi nha. Đấy, màn 5.8 inch, pin zin theo máy ba cây này đều pin zin 93% hàng zinon nha. Hàng zinon nguyên áp suất hình thức phẩy. Đấy nó bị răm răm viền một tí thôi chứ không hề cấn móp hay là chảy xước mạnh, chỉ bị răm viền bong sơn nhẹ thôi nha mọi người. iPhone 11 Pro 256 g bản quốc tế Mỹ. Đấy, bản quốc tế Mỹ cũng dùng được hai sim, một sim vật lý, một e sim nhé. US 16 17 Đồng giá là 7 triệu 3 một cây nha 7 triệu 3 một cây 11 Pro quốc tế 256 g hình thức phẩy Hình thức phẩy nhẹ nha Không xước, không cấn mót Chỉ có răm viền hoặc là bong sơn thôi nha Máy zin hết ạ à. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm phụ kiện Sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng quay chọc xin Rồi tiếp theo một cây màu xanh này Màu xanh pin zin 92 Đấy, màu xanh pin 92 nhá. Đây cây này cũng bị bong sơn răm viền nhá. Máy zinon phun chức năng không lỗi lầm gì cả. Giá cây màu xanh này cũng là 7 triệu 3 nha mọi người. 7 triệu 3. 11 Pro quốc tế 256 g 7 triệu 3 một cây. Rồi ok. Nhà em vẫn đang chạy chương trình Tay nghe iPod Pro 2 cộng với sạc nhanh 20W đồng à, giá 350.000 nghìn bao ship toàn quốc nha. Quên lấy cái bộ sạc nhanh ra đây nhá. Tai nghe không thì là 250 000 nhá, còn tai nghe cộng với sạc nhanh là 350 000 bao ship ờ, hoặc là tai nghe cộng với sim ghép là 350 000 bao ship. Còn mọi người mua lẻ từng sản phẩm một thì mọi người chịu phí ship giúp em nhá. <laughs> Rồi ok. Đây. Zalo và số điện thoại tư vấn đây nhá. Mọi người cần uh, mua hàng hay gì thì cứ liên hệ qua em. Video đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả mọi người nha.